Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, tuy khi sung thần ý, thấu kiều ý thiên, nhang giả chí thành đăng bảo an, nguyện nghỉ cầu đệ tử đắc bình an ni, Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Phật Nhật ni, Tăng Huy ni. Nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà, ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật tự nhiên đi. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên cửu long ý, đức tòa thì nay vàng rỡ rỡ ơi, phóng hào quang rực rỡ ơi, vân niên thank you.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Tăng Thiên Già Na, Đức Hộ Pháp Di Đà Thiên Tướng, Vận Thần Thông Đức tính trời ban vốn sư
đoán ra thiên chiều. Xó trong trần na thế ai vì người, ai người thành tâm mi. Quỳnh dâng tiễn
đau đớn nghi dừng đây đi đức đức nghi ông người vạn tuế về sáng phúc muôn dân nhì con phục nhì thơ ông người uy nghi trung chính vẻ dâu dọc đức tinh giáng phúc lưu ân, ông về ông ban cho gia đạo được hanh thông, thuyền xuôi một bến nước chảy một dòng, đưa đồng con bóng ngoan đồng sang bóng lịch sự. Ông này ban dấu ban ấn ban quyền ban phép để cứu dân độ thế cứu kẻ trần gian. Ông ban cho tay quỳnh tay quế văn đàn tiếng hát, ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ, nhà nào lộc đấy ha. Đất bà vương là đất đi
chị mở mang mở chiều. Sài đoàn thanh giá thôi cô bé lá cờ vua ba năm năm thành dâng tiên con nhà tình cô suốt đi giá đàn chức chức ngoài khơi bể dọc sông này
sớm mà đi. Yên số thiên đình hết.
Cô cho đồng ngoan bóng khôn hả? Đồng sang bóng lịch sự hả? Này cô ban tài tiếp lộc cho lộc buôn, lộc bán, lộc gần, lộc xa nhé. Dạ. Bảo đền bảo điện được tối an ninh, được bắt ngàn đệ tử dạ. nhé. Được soi ra bói thấy, cứu dân độ thế, cứu kẻ trần gian hả? Dạ. Lại cô về cô lại chứng cho tờ vàng cánh sớ hả? Chứng cho lời kêu tiếng khấn được kêu tấu thấu lỗi của pháp sư nhé. Cô lại ban khen ban thưởng cho tay quỳnh tay quế hả? Cô ban khen ban thưởng cho văn đàn tiếng hát nhà. Cô ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ nhà nào đồng đấy hả? Ngày nay về mái yết cửa mẫu của cô ha. Ha. Nguyên kéo đến đốt thuyền hải dân, nghiêng bút xếp theo quân chính nghĩa, đặt tiền phòng quyết phá quân ngày xưa, nách sóng ngao dù thank you.
quả nhiều hoa. Chưa về lột lúa vào xa sớm chiều, nay giờ mây nằm chiếu vai đèo ơi. Hãy
mà nguyệt hồ bắc giang đệ chúa bà độc đông thương tuần quan quy nơi xa xin cùng thờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho tới kinh đô tỷ ni bà chúa bói nguyện lễ hồ dân hay soi xuân sắc ra tốt tươi rừng hoa đi trên nhà có nắm quả nhiều hoa bước bước vào giá sớm chiều thổ mây đang chú lưng đèo đi sao cho quốc phú dân ta thường sao cho nam biển bốn phương thái bình sắp đàn chúa sẽ khắp phá càng càng xa đi chúa về lễ Phật tạ tụng kinh xem chăm trẻ bói cho người trần gian tụng kinh rồi chúa sang tạo đi về chùa lễ Phật nghe tiếng chúa mang danh của chúa nguyện hộ bước bước cho người trần gian nay Phật đạo chúa mang thần nữ khi về Phật đản tu đâm bà soi cho cái thế trên trần
càng nhiều, mang cho dài đất xa nhiều. Đồng lộc năm nay hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng con quê sớm hùng hồn. Ba mươi mười một người thứ hôm rằng đi, ba mươi mười một hay rằng người thứ. Chúa này ban danh ban diện cho bảo đền bảo điện được đông con nhang được sáng lệ từ này. Chúa này
cho ghế của Chúa được chắc tay, được giỏi tay đồng nhé, để soi ra bói thấy cứu dân độ thế, cứu kẻ trần gian. Ố là ngày hôm nay Chúa lại giáng đền giáng phủ, ban khen ban thưởng cho tay Quỳnh tay Quế, ban khen ban thưởng cho văn đàn tiếng hát ha, ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ nhà nào lộc đấy ha. Gặp được người thì cũng nghĩ thiên sinh đi một đời làm phúc thương dân. Một đời làm phúc cứu dân là tiên sinh truyền phép đạt tới nguyện thọ được tiên đồn mang tới tình đồ. Một trời xanh xanh xa sơn tinh xa đêm mẫu hòa bình có cai đi lễ mẫu hòa bình chợ bờ hàng miếu tháp cảnh gì treo leo. Cho nữ thân thờ ý.
gánh mang thuyền ngược về xuôi, thuyền dòng chua thác trèo mối xin sông Đà, ngược sông Đà dạo tới xuôi khe, từ hàng miếng ngước rút trèo về.
lòng thầy chưa mới ban ra, con vương ngồi hòm về ta tháng này ban cho đầu tiên tối, cùng đọc cho nóng về đây cho nhiều, mang cho dài nhất sang nhiều, ông đọc năm nay hơn năm ngoái năm xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gió tức nghi thì nổi cơn mưa gió tức nghi thì sầm vang tâm nghi cõi bầy trẻ ngân vẫn trời sắc sờ tiêu thơ
sơ điệp dâng lên kinh văn, sơ điệp dâng lên quan quần tàu đôi chép biên cho tuồng phê cho đệ tử tiến dân. Đệ tử tiến dân quan cho đệ tử tiến dân nồng tài tăng tiến phang minh suốt đời ông cho giúp bánh đôi về. Cho họ Nguyễn ngày hôm nay lòng thành
tiến năm tòa sơn lâm sơn trang, tiến long lu tượng mã và để cho tam thể công đồng tứ phủ vạn linh ha. Ngày hôm nay quan anh ta lại ban khen ban thưởng để từ nay giờ đi từ chi chớ hại, để sáng thanh hoa chiều lọc nước, 30 mồng 1 14 ngày rằm được tỏ ngọn đèn, được sáng nén nhang, được đồng quân bóng ngoan, đồng sang bóng lịch sự. Quan anh ta lại cho canh đàn tiệc lễ ngày hôm nay được chu viên hoàn hảo, được đắc tài đắc lộc đắc bình an, bảo đền bảo điện được tối anh linh, được đông con nhang, được sang đệ tử. Nay quan anh ta lại ban tài tiếp lộc cho bách gia trăm họ, nhà nào lộc đấy ha. Trong tích
bạch. Vì khổ quanh tìm nhà phúc tối ra hình có lúc sai quá.
sẽ thừa nội tiết thao mà ông nay xưng đại mà ra chẳng tiền xoan thanh giá ôi mà thái đông đăng con vua ba thái đông đông bằng tôn quan biểu thất đi anh mình khác tưởng xoan thanh giá bên dòng người vui vẻ sớm mai ngày chơi phụ chi chi đầu hồng châu đệ nhớt vào ra xoan thanh giá văn tiên thanh trên ngàn đông đông phương tuần quang giáng trực trực tâm tâm
thành sao chẳng về mùa cha chỉ đến là ta khổ cả tim ngân ngân vàng vàng sắp ra nơi đây lo chỉ còn đau đớn mười phương xin phổ trì ngày hôm nay chờ bà ra sống sáng thì lên các cụ danh kính vì khi lên đồng chào mới chứng tâm mà ý.
sơn nâm xin sơn nâm giòn quán ban hàng vùng con bóng thanh vì hàng đòi mua hàng châu hàng cha ta hàng chùa tới huyện Duyên Hải.
thầm bay yết tiền thờ đồng đồng nhung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
truyền cho khắp muôn vùng xa, ngợi có người thần tiên nữ giáng lâm chầu hiển danh đức đức thánh anh hùng. Thank you.
Sơn thanh giá, ôi nhìn lòng ngõ chi năng chồng người thiên tướng cứu dân trận chiều. Sơn thanh giá, ôi bắc nè bao xa lên bắc bắc nè bao xa, ai qua chiêm bái lên ma qua
việc giữ lành mách bảo người trần gian. Ai ơi đừng thấy cháu dễ dàng, ai mà lại thất trần cháu bé ra đời rất tranh thầy đi trước dẫn trò theo
sau đừng ai chia rẽ
sắc sảo việc giữ lành nhẹ mạch ngơ bảo người trần gian người ai ơi thấy trầu dễ dàng sự tốt tươi Sơn Thanh Giá ơi hoan bảo hà nhân ai lên trái hút đền bảo hà đồn dòng hoàng vẫy đó là thằng tiên. Thank you.
tình bóng hoàng về. Hôm nay tình bóng hoàng về, sớm khuya làm khói. Hoàng về đổ cho chân tình có chữ nam mô, có chữ nam mô, chân tình có chữ nam mô. A Di Đà Phật này phép hoàng một chi thần thông. Đại
cho đến nay giờ bằng
nhất tâm mà hầu hoa thách nghi. Chứ muốn đời, muốn đời họ vẫn được về Hà Bang. Sáng ô lê phà nay được về Hà Bang ông cho
gió này xịch bước mạnh mạnh đàn đưa đường con tự nộ trình tới đây có từ tay tiền giọt chén rượu đào nhất tuần sơ nhất tuần sơ dâng lên điện ngọc để các con lưng lời bởi duyên quan hoàng người rơi ô rơi giữa ông người hoàng sơ chúng dân đến đưa ngọc kính cha tạ mẫu để các cô lớn đời bởi giữa quan hoàn người rơi ô xuôi giữa ông người rơi bước bước tranh nhớ
ông đang ngờ đâu. Cô lo lừa người hàm răng mây nhức 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 nh
mái hoa cài. Bước khoan thai cốt lên hào thành thường, sự chẳng dân lên tới tam hòa được mẫu yêu cô sáu nhân thank you.
hôm mình để đã tháng ngày rồi thay thế anh đang đưa đá bị tình ui à. Thank you.
dòng trên sườn núi qua đường đèo đèo cá đi dòng trên sườn núi qua đường đèo đèo đi về tự nhiên một bầu gió mát trăng.